Nếu quý vị quan tâm đến hoạt động đầu tư nước ngoài thì có thể yêu thích thông tin sau của chúng tôi. Indonesia thì mới đây đã chính thức áp dụng thị thực vàng để chào đón những công dân quốc tế đến với Indonesia thông qua việc là đầu tư vốn xây dựng vào quốc gia Đông Nam Á này. Dù là mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng mà thị thực vàng đã được cấp cho 300 công dân nước ngoài, mang lại cho Indonesia dòng vốn đầu tư trị giá tới 2.000 tỷ rupiah, tương đương với 123,5 triệu đô la Mỹ. Và theo đó thì những người được cấp thị thực vàng sẽ được hưởng một loạt lợi ích độc quyền, bao gồm là giấy phép cư trú có hiệu lực từ 5 đến 10 năm, các dịch vụ nhập cư ưu tiên tại các sân bay quốc tế và không cần giấy phép lưu trú có giới hạn. Tuy nhiên là để nhận được thị thực vàng này thì người nộp đơn phải có cam kết là sẽ đầu tư vốn vào Indonesia. Họ có thể phát triển một công ty có giá trị nhất định, mua các công ty đầu tư trên thị trường vốn, mua bất động sản hoặc là gửi tiền vào các ngân hàng quốc doanh. Thông qua việc cấp thị thực vàng thì Indonesia đang nhắm tới những du khách chất lượng cao, bao gồm các công dân tài năng toàn cầu, các nhân vật nổi tiếng trên thế giới lựa chọn Indonesia là quê hương thứ hai để rót vốn đầu tư. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu là cấp thị thực vàng cho tối đa là 1.000 người. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại, mặc dù cơ chế cấp thị thực là một công cụ đầy hứa hẹn cho Indonesia, nhưng mà cũng có thể dẫn đến các vấn đề kinh tế và xã hội. Do đó, quốc gia này cần quản lý chặt và có cơ chế cấp thị thực phù hợp hơn.